Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 13 tháng 8, thiên tai đã làm 113 người thiệt mạng và mất tích ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây là thiệt hại lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, trong đó các tỉnh miền núi phía Bắc là khu vực bị thiệt hại nhiều nhất về người, với 80 người tử vong, mất tích 41 người thiệt mạng do sạt lở đất, 26 người tử vong do lũ quét và 13 người tử vong do lốc sét. Mưa lớn trong mấy ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục gây thiệt hại, làm hư hỏng 5 ngôi nhà, hơn 100 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại gần 1.000 gia súc gia cầm và hàng chục điểm giao thông bị sạt lở ách tắc. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, trong ngày 13 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to. Đến sáng nay ngày 14 tháng 8, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm, mưa lớn tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Do vừa qua đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa nước, nước trên các sông suối đang ở mức cao nên khả năng cao sẽ xuất hiện lũ trên các sông suối, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và các vùng sườn dốc, ngập lụt sâu tại các khu vực trũng thấp, đô thị. Thống kê của Trung tâm Khí tượng và Thủy văn Quốc gia cho thấy, có 76 huyện của 12 tỉnh miền núi phía Bắc nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện Bắc Mê, Đồng Văn, Hà Giang, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Yên Minh, Hà Giang, Ba Bể, Ngân Sơn, Bắc Nạm, Bắc Cạn, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cao Bằng. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 78 của Thủ tướng, tiếp tục rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống ngập sâu, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện kiên quyết di rời dân ra khỏi nơi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Các địa phương cần tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông đảm bảo mọi người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được thông tin về nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét. Tại các địa phương được yêu cầu chủ động huy động phương tiện, lực lượng và các nguồn lực để triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị, theo số liệu chính thức của mỗi quốc gia, trong số các ca thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất từ tháng 6 đến nay, có gần 300 người ở Ấn Độ, 171 người ở Nepal. Tại Ấn Độ, chỉ vài tháng sau khi nước này trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, các trận mưa bão dữ dội đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Cơ quan thời tiết Ấn Độ tuần này đã cảnh báo mưa lớn ở hầu hết các bang miền Nam và Đông Bắc nước này. Tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, ít nhất 17 người đã thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt kể từ tuần trước, trong khi lũ lụt tại bang Rajasthan đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng kể từ ngày 11 tháng 8. Lũ lụt tại bang Uttarakhand cũng là nguyên nhân làm 51 người thiệt mạng kể từ tháng 6. Tháng trước, hơn 200 người đã thiệt mạng ở bang Kerala do lở đất. Tại quốc gia láng giềng Nepal, 171 người đã thiệt mạng kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào giữa tháng 6, trong đó có 109 người thiệt mạng do lở đất, số còn lại thiệt mạng do lũ lụt và sét đánh, ước tính có hơn 40 người vẫn còn đang mất tích. Mùa mưa ở Nam Á kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, giúp giảm bớt cái nóng của mùa hè và bổ sung nguồn cung cấp nước, do đó có vai trò rất quan trọng đối với nông nghiệp cũng như sinh kế của hàng triệu nông dân, bảo đảm an ninh lương thực cho gần 2 tỷ người dân trong khu vực. Tuy nhiên, các thảm họa liên quan đến thời tiết cũng thường xuất hiện vào giai đoạn này. Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay. Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa to, nhiệt độ dao động khoảng 25 đến 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C.
Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.